con. Cái gì? Đây cho chim ăn cho nè. Nhỏ dậm chưa hả? Cha ơi. Ơi. Cha có nhiều con tre. Ơi. Cha ở nhà đầy con tre mà. Ừ. Nhưng mà sao cha không lấy hết rồi? Con xem hai chim dành ăn kìa. Đó, hai chim dành ăn kìa, nó không buông kìa, thấy không? Ơi 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 ơi, ơi bảy út. Rồi nó dành kìa con. Đúng rồi, con hai con út. Con có ba con mà mình bán hết một con rồi, còn hai con. Đừng cho nó ăn nha. Hai con ai mua mình bán thêm một con nữa là mình còn một con, mình để nuôi một con. Đừng cho nó ăn với anh hai nha. Rồi anh hai ăn con thôi chứ không có thời gian nuôi nhiều. Chú Minh, trời ơi lâu quá, gặp hoài. Gì vậy ông nội, đâu vậy? Con chim. Chim hải âu của cha dữ dữ quá cha. Con chim diều hâu chứ chim hải âu hồi nào? Chim diều hâu rồi. Ừ. Chim diều hâu của cha. Còn cái nhà người ta đầy con chim diều hâu luôn đó. Ừ. Nhà con chim ở nhà nhà người ta đầy nhiều con chim lắm đó. Nhà con chim này. Rồi, lát cha mua xì lam giống trong máy tính vậy nha cha. Ừ. Xì lam nha. Ok. Xì lam màu ok. Nha. Ok. Giống vậy đó. Xì lam xíu cho đi. Ờ, trời trời ơi nó dành kìa. Bà nội mẹ. Đừng dành ăn với anh ai nha. Đó. Ăn. Nó dành ăn quá trời ăn. Ốp ơi, em có... Rồi. Chim chim nuôi mới có 3 ngày à. Chim mút. Ố, đừng dành với anh hai nha. Chị ơi. Ơi. Con chim nó ăn dữ dằn vậy á cha. Cái cục bự này là mình để chiều nè, để chiều cho nó ăn nè. Dạ. Giờ cho ăn mấy miếng nhỏ thôi. Nó ăn cục bự à, cái bụng. Con chim gì không có cha là nó ăn cái cục bự là bụng bầu giống. Người ta nói cho ăn thịt lợn không tốt. Út à, thiếu canxi. Trời ơi, con chim mút ăn giỏi yếu. À. Anh hai ăn luôn rồi. Có anh hai à. Nhưng mà mình sẽ thử cho ăn thịt lợn người ta lớn rồi. Út ơi, có bị yếu đừng dành ăn với anh hai mà. Đừng dành ăn với anh hai nha Út. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Út chim. Ăn. Dạ. Gì con? Con chim ở trong điện thoại này cha. Ừ. Mẹ mày. Cây còi của cha bị mất tiêu rồi. Hả? Cây còi của cha bị mất rồi. Cây còi của cha bị đứa mất. Đứa nào nữa? Nó lấy cây còi của cha mất rồi. Không biết nữa. Ừ. Cây còi nào cha? Giờ mình chưa khó thổi bằng miệng đi. Còi vậy cha. Còi vậy cha. Còi vậy cha. Cây còi để cho chim ăn á con. Để cho chim ăn hả? Ừ. Ôi đánh cha. Con chim nó ăn xong rồi, con chim nó bay đi mất sao cha? Chưa biết bay con. Nó chưa biết bay hả? Ừ. Nó lớn như con chim đại bàng thì nó biết bay hả cha? Còn lấy kéo qua lấy kéo cho cắt cái miếng thịt ra coi, nó to quá. Qua kia chú Tiến đưa cho cha cái kéo. Đây cái kéo nè, cái kéo nè con, thấy cái kéo không? Trời. Đó, để cho lấy. Để cho lấy. Ơi. Ừ. Út, đừng có dành ăn với anh hai nữa nha Út. Út, đừng có dành. Đừng có dành ăn với anh hai nữa, con cầm giùm cha được không? Dạ. Ê. Cầm thôi. Quay đi, con quay đi được không?
Biết quay không? Biết. Quay đi, ờ nè quay đi. Được không? Có chim, chim chim. Thôi, chim trả, chim. Trả cho cha đi. Cha, cha quay hả? Ok, cha quay. Đấy. Anh hai đói bụng không vậy? Thì Út ăn dành. Con nào là con Út? Con này. Con này là Út hả? Con nào là con anh hai? Con này nè. Anh hai hả? Cho anh hai ăn nè. Út với anh hai hả cha? Ờ, anh hai ăn không? Không ăn thôi bỏ đi. Miếng này mỡ. Miếng này mỡ. Mỡ quá, dốt. Rồi, xong rồi. Rồi, con dám ăn nào hả cha? Bây giờ con đem cái này vô cho mẹ, bỏ tủ lạnh giùm cha được không? Được. Rồi, đem giùm cha nha. Dạ, rồi cha cất cái kéo màu bả đó cha. Ừ, vô nói mẹ cất giùm cha nha. Tiếng rồi chứ sao rồi sống chết 4.9 là nó chưa có chết đây cái bây giờ 4.9 là chưa có chết bây giờ chú thay cho con cái tụ cái biến trở này nè 105 cái chỉ số này cũng quan trọng lấy 203 cũng được bây giờ đúng thì càng tốt thôi. Rồi chú kiểm tra cho con cái tụ này coi. Tụ này đi. Cái loa cao kê biết không? Mi cao kê biết không? Rồi gắn trở lại đi. Ra mở hè nghe coi. Anh Tiến đẹp trai phát biểu vài câu anh Tiến đẹp trai. Câu hả anh Tiến đẹp trai cười có hai răng chó rất là dễ thương nha. Có đính mấy cara kim cương ở trên cái răng. Đi lấy cái loa ra mở nghe ông nội. Nó quay hoài. Ê cái loa anh nó hết pin rồi. Ê đủ hết pin.